Chào các bạn, để chống gian lận điểm benchmark trên các máy điện thoại smartphone thì AnTuTu đã cập nhật cái phiên bản phần mềm benchmark lên là cái phiên bản X Edition. Thì hôm nay mình sẽ thử benchmark với các máy điện thoại smartphone cao cấp nhất hiện nay và sẽ chia sẻ cái điểm đó cho các bạn. Ở đây mình có 4 chiếc smartphone, đó là LG G2, Sony Z1, Sony Z Ultra và cái Samsung Note 3. Thì ba chiếc máy đầu là G2, Z1 và Z Ultra là chạy chip Snapdragon 800 của Qualcomm, còn Note 3 chạy chip Exynos. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu benchmark. Bây giờ thì mình sẽ benchmark 4 chiếc điện thoại này với cái ứng dụng benchmark AnTuTu Benchmark X Editor phiên bản mới nhất. Tất cả các máy ở đây đều được update gốc và reset về cái tình trạng ban đầu. Chỉ cài ứng dụng AnTuTu từ Google Play. Bây giờ mình sẽ lần lượt test. Cái điểm trên màn hình của mỗi máy là cái điểm ở lần test vừa rồi. Thì lần test đó mình chỉ làm thử thôi. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Bây giờ nó đã benchmark xong thì như các bạn thấy lần lượt số điểm như sau: LG G2 có số điểm là 30.481, Z1 là 33.328, Z Ultra là 34.216, còn Galaxy Note 3 là 34.595. Mình sẽ tiếp tục test thêm hai lần nữa và chọn ra cái mức điểm trung bình để cho các bạn xem. Như các bạn thấy thì sau 3 lần benchmark các kết quả có sự khác biệt, tuy nó không cao nhưng mà nó vẫn có sự chênh lệch giữa những lần test với nhau và giữa các máy với nhau. Tuy nhiên thì những con số này nó không đại diện cho sức mạnh của máy. Chẳng hạn như LG G2 có điểm thấp hơn Note 3 nhưng mà LG G2 lại chạy chip Snapdragon 800 và chơi được phim 4K, trong khi đó thì Note 3 chạy Exynos mà không chơi được phim 4K. Đó là một cái sự khác biệt dễ nhận thấy nhất để chứng tỏ rằng cái điểm benchmark nó chỉ là một giá trị tham khảo chứ không hoàn toàn quyết định đến sức mạnh của máy. Thì các bạn trong quá trình trải nghiệm, mỗi người sẽ cảm nhận được cái máy của mình nó có mượt mà hay không, thì chứ đừng có quá tin tưởng vào cái điểm benchmark. Xin cảm ơn các bạn.